Sáng nay tại nhà thiếu nhi quận 11 đã diễn ra lễ tổng kết Đại hội Thể dục Thể thao quận 11 lần thứ 9 năm 2022. Vòng chung kết đại hội quận diễn ra từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 26 tháng 6 với 10 môn thi đấu, thu hút sự tham gia của gần 900 vận động viên. Trong đó các môn có số lượng tham gia đông đảo là futsal, kéo co và việt giã. Tại Đại hội Thể dục Thể thao thành phố, quận 11 cử gần 400 vận động viên tranh tài 18 trên 34 môn thể thao của đại hội. Trong đó, đội tuyển bóng rổ, aerobic, karate và đá cầu của quận đã xuất sắc đứng nhất toàn đoàn. Hiện các đội tuyển đẩy gậy, vô vi nam và wushu quận 11 tiếp tục có thành tích khả quan ở Đại hội Thể thao thành phố lần này. Trung tâm Thể thao Văn hóa của quận 11 cũng là nơi đăng cai tổ chức nhiều bộ môn trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao thành phố. Nhìn chung, Đại hội Thể dục Thể thao quận 11 đã kết thúc tốt đẹp, vận động được quần chúng tham gia sôi nổi ở các môn thi đấu cấp cơ sở, nâng cao trình độ các vận động viên, cũng như phát hiện những tài năng mới, tập trung đào tạo nâng cao để bổ sung cho đội tuyển thành phố, hướng tới Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc vào cuối năm nay.